Cái giáo pháp của Đức Phật thời bấy giờ á, các vị tỳ kheo trẻ trẻ đó thì thường thường chê chê ngài, nói rằng ngài vào trong cái đạo tràng của Đức Thế Tôn tu đạo quá trễ, sợ e rằng kiếp này chỉ gieo duyên mà thôi chứ không đắc đạo. Bây giờ thì ngài Hiếp Tôn giả ngài mới lập thệ nguyện tinh tấn, ngài nhất định ngài ngồi thiền và ngài phát nguyện rằng từ đây về sau con nguyện sẽ ngồi để mà tu thiền, chừng nào mà con chứng được đạo quả thì bấy giờ tâm nguyện của con mới mới viên mãn. Với cái lời thề nguyện này, do đó ngài Hiếp Tôn giả ngài chưa bao giờ ngài nằm, ngài vào ngài tu, mà khi phát nguyện rồi là ngài ngồi. Chính vì vậy mà cái tên của ngài gọi là Hiếp Tôn giả, có nghĩa là hai bên cái hông của ngài không bao giờ, nghĩa là dính ở dưới cái chiếu, dính ở dưới cái nệm hết, là ngài toàn là ngồi thiền định không. Do cái sức tinh tấn thiền định này nên chẳng bao lâu thì ngài đắc thánh quả A La Hán và được vị tổ thứ 9 mật ấn truyền tổ vị thiền tông đời thứ 10 cho ngài A Di Đà Phật. Quý vị thấy một cái vị tổ sư mà 80 tuổi mới mà đi tu. Như vậy mà quý vị thấy rằng vẫn còn đắc đạo, mà chẳng những đắc đạo không mà lại còn được truyền tổ vị đời thứ 10 của dòng Thiền tông. Quý vị đây thấy đây là một cái gì? Đây tức là nói là một cái sự tinh tấn của người tu. Nhờ cái sự tinh tấn này mà người tu mới thành đạo. Thì bây giờ quý đại chúng với thầy cũng vậy, mình phải có cái nguyện tinh tấn. Mình có cái nguyện tinh tấn thì mình mới tu thành đạo. Còn nếu bằng không, mình dễ bị rơi rớt. Bởi vì giữa cái đường đời tu này nhiều cái chướng ngại mà quý vị sẽ bị rơi rớt. Qua cái câu chuyện mà thầy vừa kể về tổ Hiếp Tôn giả, vị tổ sư đời thứ 10 của Thiền tông, thì chắc chắn rằng quý đại chúng đã học được cái hạnh tinh tấn từ ngài. Và trong cái quyển kinh Ma Duy Ma Cật này, Đức Thế Tôn đã dạy các hàng Bồ Tát khi mà phát tâm tu học nên phát cái lòng tinh tấn, và tinh tấn chính là cái tịnh độ của các Bồ Tát. Và tịnh độ này sẽ biến thành Phật địa khi mà cái hạnh tu bộ mọi công đức lành sanh sanh qua thế giới thanh tịnh đó. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy tinh tấn quan trọng không? Do đó thầy mong rằng quý vị từ lúc phát tâm tu, từ cái niệm đầu cho đến niệm cuối, giữ một niệm cho tròn, đừng bao giờ thối thất. Quý vị mà không có tinh tấn, quý vị thối thất, bởi vì cuộc đời là dễ thối thất lắm. Quý vị bị một vài chướng ngại rồi quý vị tự nhiên sanh ra thối thất. Thầy nói thật, quý vị không tu quý vị vẫn bị nghiệp chướng chi phối, chứ không phải là tu rồi quý vị mới 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 nghĩ là nghiệp chướng chi phối. Có nhiều người họ tu đó, tự nhiên họ thấy nghiệp nó đổ ra nhiều quá, cái họ đổ thừa, họ nói là tại tôi tu đó thành ra nghiệp này nó mới đổ. Thầy thưa với quý vị không tu nghiệp nó cũng đổ đó. Nhưng mà tại vì lúc quý vị không tu, thành ra quý vị chưa bao giờ hằn ngó lại cái bản tâm của mình, thành ra nó đổ ra quý vị đâu có biết đâu. Quý vị nghĩ rằng đó là tại tự nhiên cái nghiệp vậy thôi. Còn quý vị tu rồi, thành ra quý vị nhìn lại cái bản tâm mình, thành ra thấy cái gì là lạ cái là quý vị đổ thừa là tại vì mình tu nghiệp mới đổ. Chứ thật sự ra thì quý vị không tu nghiệp nó cũng đổ như thường. Quý vị càng tu nghiệp càng đổ thì càng thấy thích chứ sao. Bởi vì nghiệp càng đổ nhanh thì sao? Tâm mình nó được thanh tịnh. Một cái thử thách mà mình vượt qua thì sao? Tâm mình nó đạt đến cái trạng thái an lạc và cao thượng. Thành ra quý vị phải phát cái tâm tinh tấn này, và trong cái quyển Kinh Duy Ma Cật Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Bây giờ đến thiền định. Thiền định là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh biết thu nhiếp tâm chẳng loạn, sanh sang nước đó. A Di Đà Phật. Như vậy Đức Phật dạy khi mình tinh tấn rồi thì sao? Mình giữ thân tâm mình cho nó đừng có vọng tưởng, đừng có bị loạn tưởng, để mình đi vào ở trong cái chân tâm, trong cái bản tâm chân thật.
Quý vị nên nhớ rằng cái tâm của chúng sinh như là tâm duyên ý mã. Cái tâm mình nó giống như là con khỉ đó, và ý của mình nó giống như là con ngựa đó. Quý vị có bao giờ thấy con khỉ mà nó ngồi yên chỗ không? Không phải không? Nó hết chiền qua cành này, nó chiền qua là cành kia. Nếu mà chỗ mà không có cây thì nó nhảy lên đầu người này rồi nhảy qua đầu người kia. A Di Đà Phật. Thì con ngựa cũng vậy. Khi mà quý vị có con ngựa, quý vị cột nó vào trong cây là nó hí lên, nó không muốn, nó không muốn quý vị cột vào. Nó muốn giật cái dây cương rồi nó chạy. Do đó tâm chúng sinh như tâm duyên ý mã. Bởi vì tâm duyên ý mã thì mình không thấy được cái chân tánh chân thật ở trong tâm của mình. Do đó muốn thấy được cái chân tánh chân thật ở trong tâm của mình thì phải dùng thiền định tu tập. Bởi vì thiền định nó có sức ngăn cản và nó tiêu trừ những cái vọng tướng, những cái vọng tưởng và cái tạp khí ở trong tâm. Quý vị thấy ngài bổn sư của mình sau 6 năm ngài đi tầm đạo thì ngài tu bao lâu? Thật sự ra trong 6 năm á, ngài đi đó, ngài chỉ tìm đạo mà chưa có đến cái chỗ mà đạt đến cái đạo mà chánh đẳng chánh giác. Ngài chỉ tu thiền định trong 49 ngày thôi. 6 năm trời là ngài đi tìm đạo để học đạo, nhưng mà tu thật sự của Đức Bổn Sư Thích Ca chỉ 49 ngày mà thôi. 49 ngày định và đắc nhập được thiền định để mà chứng vào cái ngôi chánh đẳng chánh giác Như Lai. Bởi vì tâm chúng sinh là tâm duyên ý mã, vì thế mà trên đường tu hành thiền định là một cái căn bản thu nhiếp lục căn. Cái thiền định nó có lục căn của mình trở về cái trạng thái thanh tịnh và nhập vào cái thế giới an lạc của Đại Niết Bàn. A Di Đà Phật. Quý vị đừng có tìm đâu xa, nằm ở trong cái tâm thanh tịnh của quý vị. Tất cả gì nào cũng có hết. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị có thể hỏi, thưa Đại Sư, tại sao cái tâm chúng sinh thanh tịnh mà tại sao con không thấy? A Di Đà Phật. Quý vị không thấy là tại vì tâm còn quá vọng tưởng. Tâm còn tâm duyên ý mã. Quý vị khử trừ đi cái tâm duyên ý mã này, quý vị sẽ đạt đến cái chỗ trạng thái tâm thanh tịnh ngay lập tức. Thành ra không cần phải tìm một cái niết bàn ở đâu xa vời, không tìm một cái niết bàn ở ngoài cái tâm. Nó nằm ngay trong tâm của đại chúng. Thành ra cái người mê đó thì cầu đông, cầu tây, cầu nam, cầu bắc. Cái người mà không mê đó, người mà tỉnh giác á, thì họ chỉ cầu ở trong tâm họ mà thôi. Bởi vì niết bàn không có bên ngoài, niết bàn nằm ở trong tự tánh của bản tâm. Nói về thiền định của Bồ Tát thì nó bao gồm 3 thứ. Hồi đó giờ quý vị nghe nói thiền định nhưng mà quý vị không biết nó như thế nào. Thì thiền định nó bao gồm 3 cái thứ bậc. Một là an trụ thiền. Các Bồ Tát mà tu thiền đó thì đầu tiên sao? Các Bồ Tát tu thiền đầu tiên phải biết cái vọng tưởng của mình. Và phải biết rằng chính cái vọng tưởng này nó khởi lên và nó tiêu diệt cái trí huệ của mình. Vì vậy mà Bồ Tát phải dùng cái thiền định giúp cho các loạn tưởng, các vọng khởi ở trong tâm nó chẳng khởi lên. Vọng tưởng trong tâm nó không khởi lên thì lâu ngày cái tâm mình tự động nó được thanh tịnh. Mà khi tâm nó thanh tịnh thì quý vị sẽ nhập định. Chữ nhập định này có nghĩa là quý vị nhập vào trong cái bản tâm của quý vị, gọi là nhập định. Tại vì hàng ngày từ xưa tới giờ mình chưa bao giờ thấy được cái bản tâm mình hết á. Bởi vì mình có thấy đi nữa là mình thấy gì? Mình thấy cái tâm vọng tưởng của mình. Chứ chưa bao giờ quý vị thấy được cái bản tâm chân thật hết á. Do đó ngày hôm nay nhờ cái thiền định mà quý vị mới ly được cái vọng tưởng. Nhờ ly được vọng tưởng mà lục căn quý vị thanh tịnh. Nhờ lục căn thanh tịnh mà quý vị lẳng lặng quý vị nhập định. Khi mà quý vị nhập định đây có nghĩa là quý vị đã thấu và thấy được cái bộ mặt xưa nay mà trong thiền tâm gọi là minh tâm kiến tánh. Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng
bị luân hồi trong sáu cõi rất là oan uổng. Cái oan uổng của chúng sinh là tại vì không có hiểu được cái bản tâm của mình. Chứ quý vị mà nhập vào ở trong cái bản tâm bất sanh bất diệt này thì cái gì bắt quý vị phải luân hồi? Quý vị sẽ hết luân hồi. Quý vị luân hồi là tại vì quý vị dùng cái tâm vọng tưởng. Mà cái tâm vọng tưởng thì nó ưa thích và nó ngủ ngầm ở trong cái ngũ dục của thế gian. Nó thích thế gian. Do đó quý vị phải bị những nghiệp chuyển. Và những nghiệp này làm cho quý vị phải luôn luôn nằm ở trong cái thế giới của sinh tử luân hồi. Rất là đáng thương. Bây giờ thứ hai, hồi nãy đó là thầy nói về cái an trụ của thiền định. Bây giờ thứ hai của thiền định thì nó phát huy ra cái dẫn pháp thiền định. Sao gọi là dẫn pháp thiền định? Là tại vì nhờ cái thiền định mà những người tu hành ngăn được vọng tưởng của tâm. Và ngăn được cái sáu tên cướp lục tặc. À, tại sao gọi là sáu tên cướp lục tặc? Quý vị thấy sao? Cái tâm mình nó vốn thật thanh tịnh. Nhưng mà tại sao nó không thanh tịnh? Là tại vì nó bị sáu tên cướp lục tặc là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý. Nó tiếp xúc với bên ngoài. Nó đem cái những cái ác nhân bên ngoài nó đưa vào trong tâm. Do đó tâm của mình nó luôn luôn nó khởi vọng tưởng. Vì sáu tên lục tặc này mà nó làm cho cái tâm mình nó bị vướng mắc trên con đường lục đạo luân hồi. Do đó khi mà thiền định được rồi thì cái khả năng của nó là ngăn trừ cái vọng tưởng. Và ngăn sáu tên cướp lục tặc này, do đó cái tâm quan của quý vị nó phát sáng. Mà khi tâm quan nó phát sáng thì nó sanh ra muôn ngàn cái trí đức và trí huệ thù thắng. A Di Đà Phật, cái chỗ này quý vị tu quý vị sẽ thấy rất là rõ ràng. Quý vị thấy những cái núi mà nó cao và nó nằm ở trong cái vị trí mà không có tiếng động nhiều đó. Mỗi tối ở trên những đỉnh núi nó đều phát quang sáng giới hết à. Núi mà nó còn phát quang sáng giới như vậy thì nói gì chúng sinh là vật hữu tình. Khi mà những cái tâm thể mà vọng động nó không còn nữa thì sao? Tâm quang của vị nó phát sanh, mà hãy nó phát sanh thì nó tỏa sáng ra, gọi là hào quang của cái bản tâm. Nhờ trí huệ này mà những vị Bồ Tát mới có thể độ sinh và tạo muôn ngàn công đức. Quý vị nên nhớ cái người tu mà không có trí huệ, quý vị không làm được những cái việc mà độ chúng sinh. Bởi vì quý vị không hiểu được cái mạng căn của chúng sinh. Thành ra quý vị giảng pháp nó không có phù hợp với chúng sinh. Mà chúng sinh mà nghe giảng pháp không phù hợp thì sao? Người ta không có nghe và người ta sẽ bỏ đi. Do đó khi mình có trí huệ, mình dùng cái pháp nhãn, Bồ Tát thì gọi thì có cái mắt trí huệ gọi là pháp nhãn. Dùng pháp nhãn ngó chúng sinh thì mình biết chúng sinh thuộc về hạng nào và mình tùy theo cái sự hạng lượng của chúng sinh mà mình giảng pháp. Thì tự nhiên đó thâm nhập được và chúng sinh ưa thích vui để mà tu. Một bài pháp mà hay không phải là bài pháp nói văn qua, không phải là bài pháp mà nói nghĩa là vũ trụ hay là nhân sinh quan nó đầy đủ. Bài pháp mà hay là mình nói làm sao cho người ngồi đối diện với mình hiểu và người ta bắt đầu người thực hành tu. Đó là bài pháp hay. Mà bài pháp mà muốn mà để cho chúng sinh hiểu và để thực hành tu thì cái vị Bồ Tát đó phải có trí huệ. Bây giờ đến thiền định nó sanh ra cái phần thứ ba. Đó là biện dẫn thiền định. Biện dẫn thiền định là sao? Có nghĩa là Bồ Tát dùng cái thiền định này để chỉ dạy chúng sinh qua cái sự chứng đắc nhập thiền của chính mình. A Di Đà Phật, những vị mà đủ khả năng truyền đạo cho quý vị, những vị mà đủ khả năng dạy dỗ thiền định quý vị là những vị phải đắc thiền.
Những người mà không đắc thiền thì sẽ không biết con đường đi vào trong sự nhập định. Do đó